Vâng, nhiệt liệt chào mừng tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Trưa ngày hôm nay thì em sẽ review chiếc xe bản số 35A03934 cho quý anh chị cô chú với số tiền chỉ là 60 triệu đồng mà thôi. Lời nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất gửi anh chị đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc ở bên gia đình mình nhé. Chiếc xe màn hình của mình thì đây là một chiếc xe tên em nói là Mazda 626 sản xuất đời 2000. Này đăng ký là 5 chỗ ngồi, phiên bản là số sàn, đồng sơn si, nói chung là sạch sẽ thôi nha quý anh chị nha. Đây, con này là form mới nha anh chị nha. Những cái dòng xe này là những chú lớn tuổi rất là thích nè, hoặc là những anh chị em nào mà đã từng sử dụng qua cái dòng Mazda 626 này thì anh chị sẽ hiểu được cái độ chất và cái độ tầm chạy của em nó như thế nào. Con này thì được cái là form mới, form nhìn rất xinh xắn và xịn sò, thích hợp dành cho mấy anh trai đi tán gái cũng khá là ok. Đây anh chị thấy không, form nó quá đẹp luôn nha. Đó, anh trai nào mà lấy xe này mà đang chưa có bồ mà về mà mua xe này hả, rẻ như một chiếc xe tay ga thôi mà tán được gái lấy được vợ là cảm ơn ghi anh nha. Đó anh chị thấy không, nội thất ở bên trong chiếc xe này thì ta nói nó không thể gì mà chê được nha quý anh chị nha. Trời ơi, ta nói nó đẹp nè, ok chưa, trần nỉ nè, cái này là ghế nỉ còn luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích xài hệ thống nỉ nha, đây về lại nỉ nguyên bản còn luôn nha, bộ nỉ rất đẹp nha anh chị nha. Đây là gì thấy không, nỉ không, đã không hả, bộ nỉ nè, ok chưa. Nỉ thì xài hơi nó hơi dơ thôi, chứ còn thật sự ra nỉ mà trời mà mình chịu khó mình vệ sinh liên tục quá thì nhìn cái bộ xe mà cái dàn ghế nỉ là nhìn nó rất sang anh chị ha. Đây tắp bi tắp lô nè, nỉ hết bốn cái tắp bi cửa này vậy thôi, trời ơi tao nói vừng nó nổi đó. Cái chiếc xe này giờ tìm sót lại trên thị trường cũng hiếm lắm chị nha. Xe thì nó cũng nhiều chứ không phải là nó không có, mà nhân được cái chất xe mà nó còn liền lạc và số tiền cực kỳ hấp dẫn luôn, 60 triệu đồng thôi là anh chị có ngay chiếc xe Mazda 626 form mới này. Anh chị thấy cái tắp bi tắp lô cửa mà nó như vậy nè, nó đẹp không anh chị? Đó, quá đẹp luôn nè, tắp bi nè, chứng tỏ là chủ trước người ta xài rất là gìn giữ nha anh chị nha. Nè, kèo cột chỗ A chỗ B rất là liền lạc nè anh chị, ron rin luôn nha. Dòng xe này thì chạy thì ta nói nó rất chi là sướng luôn, không thể gì mà bàn cãi, không thể gì mà chơi được. Bước vào hệ thống bên trong thì em nó có sở hữu một màn hình Android OLED nha anh chị, camera hành trình, camera lùi, nhạc dập sập sình, các kiểu con này đều nè anh chị thấy cái vô lăng nè, đã không đó, những chú lớn tuổi mà nhìn cái dòng xe này là chỉ có chảy nước miếng mà thôi, chạy rất sướng, rất đầm và rất chắc đó nhá. Mặt bằng thờ nè, gần tỏi số của em ở đây nó theo năm tháng thì em nó cũng mòn bóng ha. Đây mặt bằng thờ nè vậy nè, trời ơi vâng mà nó nổi nè chị thấy không, đã không, cái chiếc xe nè quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy cho quý anh chị các bạn tham khảo nha. Rồi xe thì có camera lùi, cảm biến báo làn, báo sóng các kiểu con này điệu ha. Tay lái thì tay lái trợ lực nha anh chị nha. Trời ơi, nhìn cái vô lăng mà vâng nó nhìn là chảy nước miếng rồi cả nhà, chảy nước miếng rồi chứ không thể mà chơi được. Máy thì nổ cực kỳ êm nha anh chị nha. Xe này thì hai gương hậu chỉnh điện, bốn kính chỉnh điện, bốn tắp bi cửa nhìn len keng. Nước sơn thì con xe này thì nó không có được gọi là nó len keng cho lắm, nói chung là nó sạch sẽ thôi, còn kêu mà nó đẹp thì nó không đẹp. Đây quay cho anh chị những tiếng nào, nhìn nó dài chứ nó cũng có một hai điểm nó bị nứt nha anh chị nha. Đó anh chị nào thích thì cái này anh chị hỗ trợ cho em ít em làm lại cho, còn em để tình trạng như vậy em bán là 60 triệu đồng nha cô chú anh chị, đừng bớt nữa. Giá này cực kỳ hấp dẫn, giá này cực kỳ yêu thương cho cô chú anh chị nha. Và đặc biệt con xe này thì mâm nó xài là mâm 14 nha anh chị nha. Mâm 14 nè, là lăng đúc nè, thắng đĩa nè. Vỏ bánh thì còn được coi như chung chung là 70-80%. Kiểm định thì còn tới tháng 12 năm 2024 chúng mình mới gặp lại nhau. Tiếng máy thì ta nói nó đứng sát bên lắng tai mới nghe được tiếng máy nha cô chú anh chị. Đó, ta nói nó nổ, nó nổ mà nổ thi thầm luôn, nổ nghe sướng lắm anh chị. Để em mở cái máy cho anh chị xem nha. Con tay à, tay. Ôi ơi nó nổ mà không rung, không lắc, không giật luôn chị thấy không? Cái máy nổ cực kỳ thì dễ thương luôn nha anh chị nha. Dòng này cái xi lanh của em nó là 1.9 nha anh chị nha, coi như là 2 chấm nè. Đó, anh chị thấy không? Trời ơi, máy nó nổ đà. Là vú bò mà ốc bảy màu còn luôn nè anh chị thấy không? Len keng quanh xe luôn hai bên nè. Đó, niêm phong nè, còn luôn. Ốc bảy màu nhìn ghét không? Đó, cái gì zin là nhìn nó cũng thích anh chị nha. Đó, anh chị thấy không? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn, 60 triệu đồng thôi là anh chị sẽ có ngay một chiếc xe Mazda 626 form mới. Nội thất con xe này thì rất là đẹp, nhưng nước sơn thì em nói thẳng là sạch sẽ thôi nha, nó không có lộng lẫy, nó không có len keng. Bên em bán hàng làm sao có làm sao thì nói vậy ha. Còn quý anh chị nào mà lấy con xe này về mà muốn gọi nó len keng, len speng gọi là ra đường gọi như là nó bóng lộng, bóng là, bóng lẫy luôn thì bỏ chùm lại nguyên con luôn thì nó mới đẹp. Còn tình trạng thì nó có một hai điểm nó lem nhem, tại vì xe cũ anh chị phải mua, anh chị phải chấp nhận nha, xe cũ nó không thể nào mà nó hoàn hảo. Mấy cái dòng xe cũ
thấy được cái máy dàn gầm mà tắp bi tắp lô nó như vậy nè, nội thất ghế nỉ nè, xe thì nó chung chung cũng xương xương tí đồ chơi, lên màn hình camera hành trình, camera lùi các kiểu con đại điệu là ok rồi, nước sơn không còn đẹp nha chị nha. Đó, em nói trước được lòng trước khỏi mất lòng sau, gầm bệ thì anh chị thấy nè, ok chưa, nó sexy nè, cái này nó bị dính đất thôi chứ còn nó cũng khá là ngon lành ha, đó hiểu không, đó sexy rất xiết đồ ngon lành không, còn kêu nó có một mọt không thì vẫn có nha anh chị, không thể nào mà tránh khỏi được nha. Chứ còn xe mà xe cũ mà kêu không một mọt mà kêu là nó như một len ken lồng lẫy thì nó xạo nha anh chị, được cột đèn rất là ok nhưng kiểm định vẫn còn sexy rất xiết đồ vẫn cứng cáp. Rồi thường có một cái xe cũ nó hay một cái này nè chị nè, cái hộp vè nè, đó cái hộp vè nè, đó chỗ này nè có nhiều anh chị thấy cái hộp vè nó mục nè, tại vì chỗ này là chỗ là sao nó hay mục nước nó vào hoặc ba cái đồ sông chỗ này nè, đất nó bám ở đây là bắt buộc phải mục là có nha, chứ còn kêu mà nguyên chức mới len ken lồng lẫy len sven thì không có nha, được cái nội thất ok là len sven chấp nhận nè, máy móc nổ cực kỳ thì thầm luôn. Với một hệ thống khoang cướp của chiếc xe này thì anh chị thấy nè rất là rộng luôn, dành cho cô chú anh chị đi một cuộc hành trình du lịch xa thì tha hồ mình đựng đồ nha, cướp con này rất rộng rộng thoải mái luôn nha. Đó, ok chưa quý anh chị nè, cướp kiếng nè, ngon lành cành đào không, quá đẹp luôn đó, bánh sư cù nè, trời ơi đại ông nè, rất ok luôn, keo chỉ nè anh chị thôi nè, vẫn căng đét luôn, ngon lành cành đào đó. Quý anh chị cô chú nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe Mazda 626 form mới sản xuất đời 2000, đăng ký 5 chỗ ngồi phiên bản số sàn đồng sơn si nội thất sạch sẽ với số tiền chỉ 60 triệu đồng thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mỗi xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại với chị một video sau.